lương tháng dưới 10 củ thì chữa lành ở đâu, nghe nhạc sao cho nó đẹp. Đây vẫn nghe nhạc như giống như bình thường mà anh chị hay muốn nghe thôi, nhạc sàn hay là nhạc chiêu gì đó thì tùy anh chị, đó là sở thích của anh chị. Nhưng mà đối với một con loa mà để đáp ứng được nhu cầu hát karaoke với lại nghe nhạc á, vừa cái bóp của mình nè, vừa cái ví của mình nè, đó vừa cái đồng lương của mình mà mình nhận được á, thì sử dụng cho em cái con BK lộn B52 Pro này đó. B52 Pro đây, tại sao nó có những gì? Thứ nhất là nó có cho mình là hai cái micro, tần số VHF xài là xài pin 2A, thiết kế lòng nhựa AVS, đó, chống va chống đập cực kỳ bền luôn. Và nó có cho mình là 10 nút tùy chỉnh như thế này, kết nối cũng khá là ok, đó, thẻ nhớ USB đầy đủ luôn. Và anh chị hát karaoke á, nó có một cái chế độ là mic bright, đó, anh chị bấm cái này lên thì nó cũng giống như là một cái nâng tiếng ở trên cái dàn karaoke á, đó, nó sẽ tiếng của mình nó sáng hơn. Và có luôn là mic echo, mic delay, đó, hai cái hiệu ứng vang để cho mình hát karaoke nó đã hơn. Và thiết kế của con loa này á, nó nhỏ gọn, bề ngang của nó đâu đó là anh chị coi nè, đây tầm khoảng là 40, bề cao của nó tầm khoảng là 25, đó, cho nên á, là phù hợp bỏ trên xe máy đi chơi nè, đó, bỏ trên ô tô nữa thì nó cũng không có gọi là cồng kềnh gì đâu, nó một diện tích nhỏ nhỏ thôi là anh chị đã có thể sử dụng đem đi chơi, đem đi du lịch rồi, tầm khoảng đáp ứng là 9 cho tới 10 người, đó, anh chị còn thích sử dụng hát karaoke thì hơn 2 tiếng, còn thích sử dụng nghe nhạc nữa là hơn 3 tiếng, cho nên đó, lương dưới 10 củ thì nên sử dụng con loa này, đừng có mà đú mà mua mấy con loa 9-10 củ chi rồi hết lương luôn đó, xong bắt đầu là mình phải đi vay đi mượn rồi các thứ là mệt lắm anh chị đó. Tiền ít vẫn có thể chơi được nha, không sao hết. B52 Pro lượm em này chơi thử đi, bao test cho anh chị 7 ngày, bảo hành trong vòng 12 tháng. Cảm ơn anh chị nha.